27. Trong tiệm có vài loại nguyên liệu sắp dùng hết rồi. Trấn Dân La cũng không có bán. Vốn dĩ ta lo lắng cho tiệm, định nhờ Tiêu Cục mang về giúp ta. Nhưng mấy đại nam nhân bọn họ đâu có hiểu gì của nữ tử bọn ta chứ. Nếu huynh đã có lòng trông nom tiệm, vậy ta sẽ mang theo Lạp Mai cùng ra ngoài một chuyến, đi đi về về khoảng chừng nửa tháng. Nếu mà có vấn đề gì thì huynh phải nhớ tìm Lâm Thúy, cô biết chưa? Thật sao nương tử? Muội yên tâm, ta đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì. Ngủ đi. Mời Vĩnh Thọ, tiện khách, tới đây. Nào, cẩn thận nhé. Đi thông thả nhé. Đi thông thả. Đợi lâu rồi phải không? Tôn sư phụ, tiếp khách đi. Dân, nào, mời vào trong. Lưu sư phụ, dùng lực mạnh hơn một chút nữa đi, khách sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Dân. Lý sư phụ, khoảng cách cứu ngải để gần thêm một chút nữa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Phải. Phải. Là như thế đấy. Cứ làm thế nhé. Được. Các chị ngồi đợi thêm một chút nhé. Xin đợi thêm một chút. Lát nữa ta sẽ sắp xếp cho các chị sư phụ giỏi. Xin đợi một chút. Vĩnh Thọ, đợi chút nhé. Nào, được. Qua bên này rồi nói. Khi nào thì bà chủ về vậy? Chắc khoảng 7-8 ngày nữa. Cậu có thể bảo ông chủ về nhà nghỉ ngơi được không? Sao thế? Ngài ấy không hiểu gì cả, mà suốt ngày cứ chỉ huy lung tung. Thế thì vừa rồi còn làm khách bị bỗng sợp cả lên kìa. May mắn là vì khách đó là khách quen dễ tính đấy. Các huynh gọi ngài ấy là ông chủ phải không? Ta gọi ngài ấy là lão gia đấy. Huynh đoán xem ta có dám không? Gắng chịu khó đi vậy. Nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa. Đi làm đi. Được. Lão gia, cũng không có gì khó cả. Ta đã bảo rồi, cả một thành mà ta còn quản được, chả lẽ lại không quản nổi một cái tiệm cỏn con sao? Người nói gì cũng đúng cả. Phía đối diện kia đang làm gì vậy? Quán trọ bên đó đổi chủ, chắc đang sửa chữa. Phu nhân, ta đâu cần phải vội vàng như vậy. Trong nhà chẳng phải còn có lão gia sao? Đâu phải là ngươi không biết. Lão gia các ngươi giống như lão thái gia vậy, đều là mọt sách. Mấy ngày này chúng ta đành chịu vất vả chút vậy. Ta cứ luôn thấy không yên lòng. Làm xong sớm rồi về sớm. Dân phu nhân. Đốt pháo. Lão gia, phía trước đang làm gì thế? Náo nhiệt ghê. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nhé. Chúc mừng, chúc mừng. Khai trương đại phát, chúc mừng, chúc mừng. Là băng phát tài, đại phú quý. Quán trọ này sao đặt tên thế này nhỉ? Phải đó hả? Không giống như quán trọ, náo nhiệt quá.
Lão gia người xem kìa, mấy người kia ăn mặc y như mấy sư phụ trong tiệm chúng ta. Nghệ thúc, thưa các vị hương thân phụ lão, kẻ hàng này họ Chân là chủ nhân của đại phú quý. Chắc các vị cũng đều tò mò đại phú quý kinh doanh thứ gì phải không? Nào, mời xem. Đối diện cũng có một tiệm đó. Hai tiệm này cũng không giống nhau à? Có gì khác nhau chứ? Lão gia, hắn ta học theo chúng ta. Chắc là mọi người đều rõ cả rồi. Đại phú quý bọn ta và Tùng Tùng Phường kinh doanh loại hình giống nhau, nhưng mà cũng có cái không giống. Tất cả dược liệu và nguyên liệu mà đại phú quý bọn ta dùng đều là hàng thượng hạng. Sư phụ của bọn ta đều là các sư phụ lành nghề, từng mở y quán ở khắp nơi. Còn nữa, bọn ta có những hai tầng lầu. Tầng thứ nhất là chuyên phục vụ cho khách nam. Tầng thứ hai có tính riêng tư hơn, chuyên phục vụ cho khách nữ. Có thể chứa được nhiều người hơn, cũng giảm bớt nỗi phiền muộn và xếp hàng của các vị hương thần phụ lão. Cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, giá cả của bọn ta chỉ bằng 8 phần của Tùng Tùng Phường. Giá còn rẻ hơn nữa sao? Rẻ đấy, chắc chắn phải tới thử xem sao. Hôm nay là ngày đại phú quý chính thức khai trương, cũng coi như là Chân mổ ta tặng quà gặp mặt cho các vị hương thần phụ lão. 30 vị khách đầu tiên được miễn phí. 30 người đầu tiên miễn phí kìa. Nào các vị mời. Vậy thì hãy mau vào thôi, nhanh lên, tránh đường chút nào. Để ta, cho ta vào trước. Hứa Bản Nhãn, giờ nên gọi là ông chủ Hứa. Ngài biết ta? Tất nhiên rồi, danh tiếng của Hứa Bản Nhãn bay xa khắp Thượng Dung và Tương Châu, sao ta lại không biết được? Trần công tử, Tùng Tùng Phường này là do nương tử nhà ta độc quyền sáng tạo ra. Ngươi làm thế này hình như có hơi thiếu đạo đức thì phải. Đạo đức thì làm sao người làm ăn được? Già mồm cãi cố. Giả lại ta đây là cung cấp cho mọi người sự phục vụ tốt hơn, môi trường chất lượng hơn, và giá cả phải chăng hơn. Sao ngươi lại nói là ta thiếu đạo đức? So sánh ra thì phải là Tùng Tùng Phường của ngươi thiếu đạo đức mới phải chứ. Ta tin là lẽ phải trong tâm mọi người. Mấy chiêu trò này của ngài chỉ có thể lừa người nhất thời mà thôi. Vĩnh Thọ, Hứa Bản Nhãn, nếu như công đạo lẽ phải ở trong lòng mọi người thì ngươi đường đường là bản nhãn, thông phán ngũ phẩm, sao lại có thể thảm hại tới mức như ngày hôm nay? Khi đó ta từ quan là gì? Nhìn gì chứ? Không làm gì cả? Muốn lãnh lương nữa không? Đi vào đi. Khách đâu rồi? Lưu thúc của tiệm bánh nướng và Tôn tỷ của tiệm qua chẳng phải đã hẹn giờ này rồi sao? Sao lại còn chưa tới? Bọn họ đã tới rồi, nhưng được đi qua tiệm kế bên để nhìn ngó xem có gì hay, vẫn chưa thấy quay lại. Lão gia, vậy tiểu nhân nghĩ là bọn họ sẽ không quay lại nữa đâu. Đừng lo lắng, ta tin là bọn họ chỉ là nhất thời ham thích thứ rẻ rồi sẽ quay lại thôi. Vậy sao? Cho dù là Tôn tỷ không tới thì Lưu thúc chắc phải tới chứ. Ta và thúc ấy nói chuyện hợp lắm đó. Lần trước nhờ người đích thân chỉ đạo, Lưu thúc đã bị bỏng sợp lên hai vết to. Tình nghĩa sâu nặng giữa nam nhân bọn ta với nhau, sao có thể vì hai vết bỏng sợp nhỏ mà có thể thay đổi được chứ? Nếu người không tin thì chúng ta cứ chờ đó mà xem. Hôm nay không ai được ra ngoài, ta cứ đứng ở đây, đứng ở đây và chờ họ. Ta tin chắc bọn họ sẽ quay lại. Được, chúng ta hãy cùng chờ. Mọi người giật dậy tinh thần đi nào. Lão gia, trời tối luôn rồi, người ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi. Được.
Người ngồi đi. Giữ ta một tay. Sao? Sao thế à? Từ từ thôi, từ từ. Lưu Thúc, hoan nghênh lần sau lại tới. Được rồi. Lưu Thúc, Thanh Gia, Thúc có biết bọn ta đợi Thúc cả ngày trời không? Đứng tê cả chân đấy. Thanh Gia, sau này không cần phải đợi ta nữa đâu. Thế còn người này, Lưu Thúc, Lão Gia, sau này mà khách hàng được như Lưu Thúc thì chúng ta còn làm ăn thế nào đây? Không sao, hôm nay là ngày đầu tiên Đại Phú Quý khai trương. Các vị hương thân chỉ là ham vui thôi. Từ ngày mai trở đi chắc là sẽ khác thôi. Ngày mai chắc chắn sẽ có khách đến tìm thôi. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Ngày mai chúng ta giảm giá. Ngày mai cái đầu quân ấy. Chuyện này không thể trách Thanh Gia được đâu. Đại Phú Quý đó khí thế hùng hổ như vậy, vốn nhiều lực mạnh, quả thực không dễ đối phó. A Kiều, cha nói không sai. Ta đã tìm người nghe ngóng rồi. Chủ nhân bên đó tên là Trần Phú Quý, là người từ kinh thành tới. Trong tay quả thực có không ít của cải. Người từ kinh thành tới, tới cái nơi bé nhỏ như trấn Dân Lai này của chúng ta làm gì? Mặc dù Tùng Tùng Phường ta kinh doanh đắt khách, nhưng tiền kiếm được cũng là tiền chậm. Nếu tính tiền lời thì chưa chắc gì đã kiếm được nhiều hơn mấy quán trọ, quán rượu. Tại sao cứ phải nhắm vào Tùng Tùng Phường chúng ta chứ? A Kiều, con cũng vừa mới về tới, cũng mệt lắm rồi. Chuyện làm ăn không phải chuyện ngày một ngày hai. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho sớm đi, ngày mai rồi bàn bạc tiếp, được không? Sớm biết thế này, con cũng sẽ không đi đâu. Cha, đại ca, tẩu tẩu, con về phòng trước đây à? Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi. Muộn ngủ trước đi. Huynh có biết sao ta lại giận như vậy không? Làm ăn vốn không dễ dàng gì. Trước đây huynh cũng chưa từng làm qua, có xảy ra sai sót thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng trước khi ta đi, ta đã dặn dò huynh, nếu gặp phải khó khăn gì huynh phải tìm Lâm Thúy. Tại sao huynh lại không tìm cô ấy? Ta không muốn. Huynh không muốn. Ta không muốn muội nghĩ ta vô dụng. Từ sau khi cha ta mất, là nhạc phụ đại nhân nuôi ta ăn ở, nuôi ta học hành. Khi ta đi kinh thành, cũng hại muội phải chịu không ít cực khổ. Sau đó cuối cùng cũng thi đậu khoa cử, nghĩ là có thể báo đáp cho nhạc phụ đại nhân, để muội không phải dầm mưa dãi nắng, có thể sống những tháng ngày sung sướng.
Nhưng tới nay chức quan cũng mất rồi, còn hại cha muội bị Hàn Văn Phương hãm hại. Ngày nào ta cũng được thấy muội vất vả, không quản ngày đêm ở Tùng Tùng Phường. Ta muốn giúp muội, ta muốn làm gì đó cho muội, nhưng ta lại bất lực. Ta lại trở thành đồ bỏ đi, trẻ vô dụng được Hồ gia nuôi, vai không vác được nặng, tay trói không chặt gà. A Kiều, ta cũng là một nam nhân, được rồi được rồi, sao Quỳnh lại nghĩ như vậy chứ? Quỳnh có biết trước khi ta thành thân với Quỳnh, ta đã mãi không hiểu được tại sao cha ta lại cứ luôn miệng nhắc người đọc sách thế này, người đọc sách thế kia. Chẳng phải chỉ là biết nói cảnh này đẹp quá thành sa mạc đẹp tựa mắt cáo sao? Sau đó ta thấy Quỳnh ở Thượng Dung, ở Tương Châu, những gì mà Quỳnh làm ở những nơi đó đều là gì ngàn vạn bá tánh dân thường giống như ta và cha ta vậy. Quỳnh muốn họ được sống tốt hơn, muốn cuộc sống của họ có tương lai, cho nên ta mới chợt hiểu ra tại sao khi ta còn nhỏ cha ta cứ nói câu vì dạng thế khai Thái Bình là thư phòng mà cả đời người đọc sách đều không thể bước ra được. Sau đó ta cũng mới hiểu ra được vì sao cha ta không làm được gì ra hồn, nhưng mẹ ta lại luôn yêu cha như vậy. Bởi vì trong lòng ta, Quỳnh chính là anh hùng của ta. Ta không gả sai người. A Kiều, được rồi, giả lại ta cũng rất thích cảm giác nuôi Quỳnh, tiểu bản nhãn của ta. Câu nói đó là khói sa mạc lên thẳng. Nương tử, ai lên trước nào? Kiều à, ta nghĩ là không cần phải thế này đâu. Mấy thứ này muội nói xem không được. Nếu không vào sâu trong hang cọp, làm sao biết rõ thực hư của đại phú quý chứ? Tùng Tùng Phường chúng ta làm sao có được cơ hội để mà dùng lên? Vậy có thể không cần quá trang không? Thế càng không được.
Mỗi người các người đều phải hóa trang. Nếu mà bị đối thủ biết chúng ta là người của Hồ gia thì chẳng phải là thành trò cười sao? Việc làm ăn này của chúng ta còn muốn làm không? Cha, cha là chủ của cả nhà chúng ta, hay là có lý? Cha, cha, cha bị bệnh sao ạ? Thì là có lý mà. A Kiều nói không sai. Hồ gia chúng ta đâu thể để người ngoài cười chê được. Chuyện này hãy làm như A Kiều nói đi. Thái gia, lão gia, ta cũng ủng hộ A Kiều. Chỉ có hy sinh bản thân của hôm nay thì mới có thể tạo nên mọi người của ngày mai. Tướng công, muội phu, để cũng bệnh rồi à? Cha, vừa rồi ta nhất thời kích động, đứng dậy hơi mạnh bạo quá, bị đau lưng rồi. Hôm nay ta không đi cùng với mọi người được rồi. Ta về phòng nghỉ ngơi đã nhé. Nhạc phụ đại nhân. Đường xá xa xôi, hãy để thanh gia đưa cha về phòng nghỉ ngơi à? Mời cha. Được, được. Nhưng này, cha cẩn thận. Cẩn thận. Mùi phu, ta Vĩnh Thọ, người đọc sách đều không trượng nghĩa như vậy sao? Nói linh tinh. Phải đó. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ, hai vị đại sư tới bổn tiệm có chuyện gì? Đau lưng, đau chân. Với thân phận của hai vị tới bổn tiệm thì không thích hợp cho lắm. Rèn luyện ý chí nơi hồng trần để tốc tu hành. Chuyện này sao? Sợ bần tăng không có tiền sao? Bổn tọa có rất nhiều tiền cúng dường. Mời, mời đi bên này. Các vị khách quan, khách nam ở lầu 1, khách nữ ở lầu 2. Nào, mời đi bên này. Cha, tướng công. Cha, tướng công. Sao? Hòa thượng thì không thể làm cha nuôi sao? Rèn luyện ý chí nơi hồng trần. Dẫn đường. Đợi đã. Nào, có gì khách quan, xoay người qua đây. Tránh đường chút. Hồ Đình Chi, Hứa Thanh Gia, Hồ Kiều, Hồ Hậu Phúc, Vị Thục Dân, đúng không? Ta gắn thêm cả trâu luôn rồi mà ngươi nhận ra ta sao? Ngươi là nổi bật nhất đấy. Ta tên đâu? Lạp Mai. Tên là gì? Lạp Mai. Đừng có nói. Viết lên. Các gì của Hồ gia? À không phải, là các gì của Tùng Tùng Phường. Nếu các người thành tâm tới đại phú quý của ta, ta sẽ xem các gì như là khách quý. Nhưng mà
Các người xem lại mình đi, ai cũng cải trang thành như vậy. Ta không thể không nghi ngờ các người có ý đồ khác. Cũng đúng thật, hội trưởng quỹ không chuyên tâm bán thịt mà làm cư sĩ à? Đó chẳng phải là Hứa Bản Nhãn sao? Không làm quan nữa là có chí tu luyện sao? Đó chẳng phải là A Kiều à? Hình như đúng đó. Cô đừng nói, đúng thế. Là A Kiều, giống thật đấy. Là A Kiều sao? Đúng rồi, chính là cô ấy. Thứ lỗi, ta không tiếp đón nhé. Tiện khách, đi thôi, đi. Mất mặt quá đi, đi thôi. Dán hình của bọn họ lên tường đi. Nếu còn dám tới đây, tuyệt đối không cho vào. Sao hôm nay lại mở cửa vậy? Xin lỗi, làm phiền rồi. A Kiều, con nói xem chuyện hôm nay con làm khiến cho cha đây sau này còn mặt mũi gì nữa. Lúc mới mặc lên người, chẳng phải cha cũng vui lắm sao? Rồi con nói cha từng đọc sách gì đó, trong đó có quà thượng gì đó. Cha này, cha đọc sách gì vậy? Có phải quyển ngân gì đó? Phu nhân, hay là bảo sư phụ của tiệm chúng ta sang đó thử đi. Đại phú quý này đề phòng chúng ta như vậy, sư phụ tiệm chúng ta qua đó đương nhiên cũng sẽ bị phát hiện. Phải phải, A Kiều, chúng ta đi thăm dò người khác như vậy suy cho cùng cũng không được quân tử lắm. Vừa muốn kiếm tiền lại không chịu hạ mình trước mặt quân tử như huynh, nên giết trưởng quỷ phía trước. Ta thì không phải ngụy quân tử. Ta đói rồi. Ta thực sự phải ăn gì đó. Bỏ xuống, đã để đó mấy ngày rồi, ăn vào sẽ bị đau bụng đấy. Đồ nhà Lâm Thúy, toàn là đồ tươi mới cả, không hư được đâu. Lâm Thúy, không được, tuyệt đối không được. Cô vẫn nên đi tìm Tiêu Cục, bảo họ đi đi, dạy họ. Chẳng phải được đi áp tiêu cả rồi sao? Hơn nữa một đám nam nhân thì phát hiện ra được gì chứ? Lâm Thúy tốt bụng, cô hãy giúp ta đi mà. Cô đâu muốn nhìn tùng tùng phường của ta cứ vậy mà dập tiệm đâu, đúng không? Nhưng nếu ta cũng bị chúng nhận ra giống mọi người, vậy chẳng phải mất mặt chết được sao? Chuyện này cô yên tâm, lần trước do ta sơ ý, ta không ngờ đại phú quý lại đề phòng ta. Lần này ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Ta xin lấy danh nghĩa của cha ta ra thề, nhất định sẽ không để người ta nhận ra cô, sẽ không khiến cô mất mặt đâu. Khách quan, lần đầu tới sao? Mời lên lầu. Khách nữ ở lầu 2. Cô đây, mời bên này. Vị phu nhân kia, sao vậy? Không có gì, chỉ là quả thật có hơi xấu. Xấu cỡ nào? Được rồi, được rồi, đừng nhìn. Xin chào phu nhân. Mời tới bên này. Xin hỏi hôm nay cô muốn chăm sóc da ở bộ phận nào? Liệu pháp dưỡng da bằng Long Tỉnh Giang Nam đi. Vâng. Mời cô dùng điểm tâm và trà trước.
Nào. Hương thơm thanh tao quá. Quả đúng thật là Long Tỉnh. Tiền thật hàng thật đấy. Đây là trà do ông chủ ta đặc biệt chuyển về từ kinh thành đó. Cô xem, trong mặt nạ đất sét này của bọn ta cũng có thêm nước trà này vào đấy. Sau khi đắp xong, da không chỉ mềm mại căng bóng mà còn có mùi thơm dịu nhẹ nữa. Nào, mời cô nằm xuống. Ta đắp lên mặt cho cô. Chỉ cần đắp trong hai nén nhang thôi là xong rồi. Khoan đã, cô hãy đắp lên tai của ta đi. Được. Cái này gọi là trà xanh dưỡng trắng da. Không chỉ có thể đắp lên mặt, còn có thể đắp lên tay. Cái này không bị rớt dụng ra. Tiện thật đấy. Đương nhiên rồi, ta thử rất nhiều công thức. Có loại có thể để lại lớp cặn trên mặt, có loại sẽ khiến hiệu quả dưỡng da bị giảm đi nhiều. Sau cùng, ta phát hiện thêm bột trà xanh, bột trân châu, lòng trắng trứng và bột mì vào trong đó thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Cô giỏi thật, người bình thường không ai nghĩ ra được đâu. Nếu dễ dàng phát hiện ra được vậy thì không thể gọi là công thức bí truyền độc môn rồi. Cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Cái này của các ngươi sẽ bị rớt dụng ra có phải không? Sau khi đắp xong rửa lại là được, không sao đâu. Cái này của các ngươi thật ra chỉ là bột mì thường đúng không? Cho nên không có độ dẻo, sẽ không dính chặt lên mặt. Ở Tùng Tùng Phường, ta cũng từng đắp mặt nạ kiểu này. Mặt nạ của họ mềm mại căng bóng, có thể rửa sạch. Hơn nữa đắp lên mặt không hề bị gión cục. Tùng Tùng Phường không bị gión cục sao? Không có. Không ảnh hưởng tới hiệu quả đâu. Không tin, cô hãy hỏi những khách hàng khác đi. Sau khi đắp xong có phải da mặt mềm mại hơn nhiều không? Đúng đó, hiệu quả tốt lắm. Các người có ai từng đắp mặt nạ trà xanh ở Tùng Tùng Phường chưa? Là một lần ở Tùng Tùng Phường có thể duy trì khoảng 3 ngày. Hơn nữa da mặt còn trở nên trắng sáng. E là ở tiệm các người không làm được chuyện này đâu. Đúng thật vậy đó. Hôm qua ta làm, đến tối mặt đã bị khô đi nhiều, nên hôm nay lại đến đây. Hình như quả là vậy thật. Mặt nạ của Tùng Tùng Phường sau khi đắp xong đúng thật trắng sáng mềm mại. Còn cái này thì không có hiệu quả trắng sáng. So sánh như vậy thì đúng thật là hiệu quả của Tùng Tùng Phường tốt hơn ở đây. Và cả bánh ngọt của tiệm các người nữa. Nhìn thì thấy đẹp mắt tinh tế, sức là bắt mắt. Nhưng thực tế thì là quá ngọt. Ăn vài miếng sẽ gây cảm giác ngấy dầu. Các người nói xem, ăn nhiều những thứ dầu mỡ này có tốt cho da của chúng ta không? Như vậy chẳng phải trái ngược với mục đích chúng ta đến đây sao? Hình như đúng vậy. Đúng đó. Giống như liệu pháp dưỡng da bằng trà Long Tỉnh này, cố ý bày ra chén đĩa màu mè và động tác bắt mắt đánh lừa dư luận. Công thức thì trên thực tế lại rất tệ. Quả là được cái đẹp mã chứ không hiệu quả. Tìm các người lớn thật đấy. Nhưng chỉ tiếc là vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi. Đúng rồi, Tùng Tùng Phường ngày mai khai trương rồi. Ta đến Tùng Tùng Phường thì hơn.
Phu nhân xin dừng bước. Ta là Trần Phú Quý, là chủ nhân của Đại Phú Quý. Phu nhân chê bai Đại Phú Quý như vậy, mở miệng ra để bảo vệ Tùng Tùng Phường. Lẽ nào là Tùng Tùng Phường cố tình mời cô nương tới để phá mối làm ăn của ta? Hành vi này chẳng quang minh lỗi lạc gì cả. Không sai, ta đúng thật được Tùng Tùng Phường nhờ cậy, nhưng thật sự ta cũng muốn đến đây xem vì sao Đại Phú Quý lại kinh doanh tốt đến như vậy. Tùng Tùng Phường cần phải nâng cao những gì? Không ngờ cũng chỉ có vậy thôi. Các hạng mục phục vụ ở Đại Phú Quý giống y như đúc của Tùng Tùng Phường, rõ ràng là học trộm từ Tùng Tùng Phường. Dám hỏi Trân công tử, ngài làm như vậy có quang minh lỗi lạc không? Có câu văn chương thiên hạ biết bao bản sao, có lý nào chỉ Tùng Tùng Phường làm được, còn ta thì không được chứ? Nếu là vậy thật thì tất cả quán rượu, quán trọ, quán trà khắp thiên hạ này, thậm chí ngay tới kinh doanh son phấn, chẳng lẽ một người làm rồi người khác không được làm sao? Đương nhiên làm được rồi, nhưng cũng phải xem làm ra trò trống gì. Nếu chỉ học lẫm sơ sài thôi sẽ thành hại người hại mình. Cô nương không cần lý lẽ lương lẹo khiến người nghe kinh sợ, nhưng nói tới món điểm tâm này là do chính ta tới kinh thành tìm sư phụ nổi tiếng đích thân làm, sao có thể không bằng Tùng Tùng Phường kia chứ? So sánh bằng hay không, trong lòng khách hàng tự biết. Trân công tử nhìn bề ngoài đã biết là người giàu có, Đại Phú Quý này chắc cũng đập không ít tiền vào nhỉ. Nhưng làm ăn quan trọng nhất không phải là tiền vốn, quan trọng nhất là tay nghề và cái tâm. Cáo từ trước. Hoan nghênh, mời qua đó đợi một chút. Được, sao hôm nay cô cũng đến đây vậy? Ta nghe người ta nói thật ra Đại Phú Quý dùng toàn đồ giả, vẫn là Tùng Tùng Phường tốt hơn. Chào cô, mời vào trong. Được. Phu nhân, có một vị khách nữ. Vị phu nhân này, hôm nay cô muốn làm gì? Đắp trà xanh dưỡng da đi. Được thôi, cô ngồi đây đợi một lát nhé. Lạp Mai, mang chút bánh ngọt tới đây cho khách nếm thử. Dạ, có ngay phu nhân. Nào. Bánh ngọt tiệm cô vẫn là ngon nhất, và sau này cô thường xuyên đến nhé. Thiếu gia, chuyện kinh doanh của Đại Phú Quý chúng ta ngày càng tệ đi rồi. Những khách hàng tới đây giờ không dưỡng da nữa. Tình hình bên phía Hồ gia thế nào rồi? Hồ gia đương nhiên làm ăn không bằng chúng ta, nhưng mà bây giờ người ta cũng có thể cân bằng thu chi rồi. Cũng có chút thủ đoạn đấy, ta đã xem thường bọn họ rồi. Thiếu gia, thứ lỗi tiểu nhân nhiều chuyện. Sau khi Hứa Thanh gia mất chức quan, Hồ Kiều kia chẳng phải là bá tánh bình thường sao? Đúng không? Chúng ta muốn phá chuyện làm ăn của cô ta thì tiểu nhân tới Quyền Nha một chuyến là xong. Quyền lệnh dân lai này chắc chắn biết phải làm gì. Chúng ta hạ thấp động ta vào cho mất thời gian. Bá tánh bình thường, chúng ta chẳng phải cũng là bá tánh bình thường sao? Chẳng qua là có chút tiền thôi. Hơn nữa, ông lấy danh nghĩa gì tới Quyền Nha, quan phủ hay là người nhà? Ông nghĩ đi. Chuyện này nếu để tỷ phu và lão gia đó biết, họ sẽ lột da chúng ta đấy. Hứa Thanh gia này vì Hồ Kiều mà đắc tội với lão gia, lão gia sẽ quản hắn sao? Phía Dương gia có đại tiểu thư chống đỡ rồi, người sợ gì chứ? Đại tiểu thư tới rồi sao? Vâng. Đại tiểu thư rất không hài lòng với hành vi gần đây của người. Không hài lòng? Trẻ còn không hài lòng sao? Ta đâu phải loại vô công rỗi nghề. Tốt xấu gì thì ta cũng là người đáng giá mấy chục lượng một nén hương cơ mà. Ta đã từng này tuổi rồi mà cả người chung chăn gối cũng không có. Ta tốn thời gian tự móc tiền túi ra chạy tới đây trút giận giúp tỷ ấy, mà tỷ ấy còn không hài lòng. Thà vì vậy ta đi tìm cô nương xinh đẹp chèo thuyền gãy đàn chẳng phải tốt sao? Được đấy, đúng không? Thiếu gia người nói hay quá. Tiểu nhân sẽ trả lời đại tiểu thư như những gì người nói. Nghệ thúc, Nghệ thúc à, làm người phải biết rộng lượng, hiền hậu có đạo đức một chút. Tiểu nhân muốn ăn đĩa nào, người cũng không cho. Người đừng nhắc tới hai chữ rộng lượng nữa.
Thúc à, tuy ta hận cha ta hủy hoại tiền đồ của mình, nhưng mà những gì ông ấy dạy ta, ta đâu thể quên được. Như những người kẻ thế hiếp người, ý quyền làm chuyện riêng, ta tuyệt đối không được làm. Hơn nữa, đại tỷ và Hồ Kiều là ân quán riêng giữa hai nữ nhân mà. Tỷ phu là người thế nào, để nào ông không biết sao? Miệng nói vậy thôi, chồng nghĩ quân ấy thực sự làm ra chuyện dụ dỗ thê tử người ta sao? Ninh Dương Điện Hạ đương nhiên sẽ không làm vậy. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Chúng ta cứ đường đường chính chính dùng thân phận người làm ăn dạy dỗ cô ta chút là được rồi. E là người ta bây giờ đang dạy dỗ người thì có. Có quà có lại thì mới thú vị chứ. Tùng Tùng Phường là Hồ Kiều sáng tạo ra. Kỹ thuật chúng ta học trộm được, đúng thật vẫn còn thiếu sót. Chỉ bằng hãy nghĩ kế từ chỗ khác đi.